Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Cốt Kích sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết để mình làm cái món sườn cốt lết nướng. Sườn cốt lết nướng sau khi mà nướng xong, các bạn thấy nè, miếng sườn thì nó căng bóng đẹp và nó không có bị khô. Nhiều người làm sườn cốt lết nướng nó hay bị khô lắm, ăn miếng thịt nó cứng ngắc à. Nhưng mà hôm nay Cường Cốt Kích sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết làm sao để cho miếng sườn cốt lết nướng nó mềm mại và nó thơm ngon nha. Đây nè, các bạn thấy miếng sườn nè, nhìn hấp dẫn ghê không? Đây, bây giờ mình sẽ xé thử một cái miếng sườn cho các bạn xem nè, bên trong nó mềm ghê không, các bạn xé nhẹ thôi là nó cũng đứt rồi đó, cực kỳ mềm luôn. Thì đây là cái món sườn mà Cường Cốt Kích nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn, là chia sẻ cho các bạn cách nướng sườn nè, cách ướp sườn, gia vị làm sao để cho nó ngon và cái miếng sườn sau khi nướng thì nó mềm mại, nó không có bị khô cứng. Nếu như mà các bạn thích món sườn cốt lết nướng này thì hôm nay Cường Cốt Kích sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm để ai cũng có thể dễ dàng thành công nhé. Rồi bây giờ để làm cái món sườn cốt lết nướng á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là 1kg sườn cốt lết. Nhưng mà nếu mà các bạn không thích dùng sườn cốt lết, các bạn có thể thay thế bằng sườn non nè, thịt nạc dăm hoặc là ba rọi cũng được nha. Rồi sả thì ở đây các bạn dùng cho mình khoảng từ 4 đến 5 cây sả, khoảng 4 5 cây hành lá ngò, vài cọng ngò, 5 đến 7 chép tỏi, 2 củ hành tím và một lon soda. Soda thì các bạn dùng loại nào cũng được nha. Gia vị mà để mình ướp cái món sườn nướng sẽ gồm có là tương ớt, hạt nêm, mật ong, nước tương, tiêu, dầu hào và sữa đặc. Thì mình sẽ ghi lại công thức chi tiết trong phần mô tả của video để các bạn có thể tham khảo nha. Đầu tiên về cái sườn cốt lết này nè, khi mà mua về thì các bạn rửa sạch với nước muối loãng cho mình. Chỉ cần rửa với nước muối là được, các bạn nào mà có giấm thì có thể cho thêm một chút xíu giấm vào thì cái thịt mình nó sẽ đỡ bị hôi hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ khui cái lon soda các bạn cho vào đây. Mình sẽ ngâm nó khoảng 15 phút đến 20 phút nha các bạn. Các bạn đừng cho hết nha, mình cho nó khoảng 2 phần 3 lon là được rồi. Mình chừa lại một ít chút nữa mình xay. Mình sẽ ngâm cái thịt này trong cái soda khoảng 15 đến 20 phút. Mục đích của cái việc ngâm soda này sẽ giúp cho miếng thịt mình nó mềm nha các bạn. Đó, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn tất cả luôn những cái bí quyết nào để mình có được cái món sườn cốt lết nướng thật là ngon. Để cho bạn nào ví dụ như có thể nấu ăn ở nhà hoặc là mình nấu mình bán cũng được. Nãy giờ thì mình đi sơ chế cái phần sả, phần hành, tỏi, hành tím gì đó. Thì cái sả này thì mình bỏ đi cái phần gốc rồi các bạn rửa cho nó sạch. Mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ các bạn để mình xay cho nó dễ. Nếu mà nhà các bạn không có máy xay sinh tố thì các bạn cứ việc là cho nó vào trong cái cối rồi các bạn giã nha. Đó, mình dùng khoảng 4-5 cây sả gì đó, rồi hành lá cũng vậy luôn, hành lá khoảng 4-5 cây hành lá. Các bạn cắt các bạn cho vào. Ngò cũng vậy luôn nha. Rồi, tiếp theo là tiêu. Tiêu thì các bạn cho khoảng 1 thìa cà phê tiêu. Hạt nêm thì mình cho 2 thìa cà phê hạt nêm nha các bạn, 2 thìa cà phê. Rồi bây giờ các bạn đổ cái nước soda vào. Mình sẽ xay nhuyễn cái này ra, rồi mình cho nó qua cái túi lọc đó các bạn để mình vắt lấy cái nước. Nhiều bạn hay hỏi mình là sao không quay cái công đoạn mà mình xay. Thì thực ra mình thấy là mình chỉ có để lên cái máy xay sinh tố rồi các bạn bật cái nút số 1, số 2 nè, mình xay thôi. Nên là mình không cần phải quay. Nhưng mà nhiều bạn cứ sợ là mình bị lừa hay gì đó các bạn, mình chả hiểu là các bạn nó suy nghĩ gì nữa. Đó, thì bây giờ mình cho vào trong máy xay sinh tố rồi các bạn bật nút các bạn xay thôi ha. Rồi, sau khi xay xong rồi mình sẽ cho nó vào trong cái rây này để mình rây nó. Mình lấy cái phần nước thôi ha các bạn. Các bạn cũng có thể là mua những cái túi vắt như của mình cái này. Cái túi này người ta gọi là cái túi vắt nước cốt dừa các bạn. Mình mua ở chợ, nó bán khoảng 8.000, 10.000 một cái à. Rất là rẻ luôn. Đây, vắt xong thì nó sẽ khô sát sơ như thế này ha các bạn. Đó, hết nước luôn rồi. Rồi bây giờ để ướp cho 1 kg sườn thì các bạn dùng khoảng 40g sữa đặc. Nước tương thì mình sẽ sử dụng là 30ml nha các bạn. Rồi tương ớt thì các bạn dùng cho mình là 40g tương ớt. Rồi tiếp theo là mật ong. Mật ong thì mình sẽ cho là 30g mật ong. Rồi cuối cùng là dầu hào. Dầu hào thì mình cho 20g dầu hào nha các bạn. Muối thì mình sẽ cho là 2 thìa cà phê muối. Rồi bây giờ các bạn khuấy cho cái phần này nó tan đều ra với nhau. Rồi mình chuẩn bị là mình ướp với lại sườn.
Thì trong thời gian mà mình ngâm sườn với soda thì các bạn chuẩn bị cái tô nước sốt này nha, để mình ướp sườn. Sườn thì mình không cần ướp đường ha các bạn. Dầu hào thì nó cũng có cái vị hơi ngọt ngọt của nó, rồi sữa đặc, mật ong nó đã bù lại cái lượng đường rồi nên mình không cần ướp đường. Mình cũng không ướp nước mắm, ướp nước mắm cái sườn nướng nó bị cứng á các bạn. Mình chỉ ướp một chút xíu muối thôi. Giống như cái món bò bistec gì đó thì khi mà ướp vào đó mình cũng ướp vào chút xíu muối ha các bạn. Ha, chứ các bạn đừng có ướp nước mắm vào, nó ăn nó cứng miếng thịt lắm. Cái thịt sau khi mà ngâm soda thì các bạn vớt ra, các bạn để cho nó ráo nước nha. Thật là ráo luôn. Các bạn để bên ngoài khoảng 5-7 phút gì đó cho nó ráo nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái tô nước sốt mà mình đã chuẩn bị rồi cho vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây thêm khoảng 3 cái muỗng canh dầu ăn, khoảng 30 đến 40ml dầu ăn nha các bạn. Mình ướp dầu vào một chút nữa mình nướng thì nó sẽ đỡ bị cháy hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần sườn này lên, các bạn ướp khoảng 1 tiếng. Nếu như mà các bạn muốn ngon thì ví dụ như là hôm nay là ví dụ như thứ bảy cuối tuần á, thì các bạn ướp đi. Các bạn ướp ra mà các bạn cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi qua sáng ngày hôm sau, sáng chủ nhật dậy thì mình nướng thì ăn cái miếng sườn nó sẽ rất là đậm đà luôn. Nó thấm á các bạn, ngon lắm. Các bạn cứ ướp xong rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Ở ngoài người ta bán cũng vậy á các bạn. Tức là người ta sẽ ướp qua đêm chứ người ta không có ướp rồi người ta nướng liền đâu. Nên là những cái chỗ mà người ta bán sườn ngon á là các bạn ăn vào cái miếng sườn các bạn thấy nó mềm, nó đậm đà và nó thơm. Nó thơm trong cái thớ thịt luôn á, tại người ta ướp lâu. Những cái phần ví dụ như là sả nè, rồi tỏi nè, nó có thời gian lâu rồi nó thấm á, thì ăn nó sẽ rất là ngon. Bây giờ các bạn cầm vào cái miếng thịt nè, các bạn sẽ thấy nó rất là mềm rồi, chứ nó không có cứng. Và khi mà ướp cái phần sườn cốt lết đây nè, nếu mà các bạn muốn giữ cái độ tươi của nó thì các bạn nên cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn. Mình ướp khoảng 1 tiếng, 2 tiếng cũng được. Còn nếu mà các bạn muốn ướp qua đêm để cho nó thấm lâu á thì mình cũng cho vào trong ngăn mát luôn, mình ướp qua đêm nha. Chứ các bạn ướp thịt các bạn đừng để bên ngoài, để bên ngoài cái thịt mình nó sẽ không có tươi. Và thêm một cái lưu ý cho các bạn là khi mà mình ướp cái phần sườn cốt lết này nè thì cái phần nước á bao giờ nó cũng phải xâm xấp cái mặt sườn như thế này để nó thấm. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình nướng á các bạn, mình sẽ lấy cái nước này mình phết lên trên cái mặt sườn nữa. Nên là nếu mà các bạn làm ít quá thì chút nữa mình nướng nó không có đủ nước để mình phết lên trên cái miếng sườn. Rồi cái thịt cốt lết sau khi mà các bạn ướp được khoảng 1 tiếng rồi thì bây giờ chuẩn bị là mình cho vào lò mình nướng. Trước khi mà mình nướng thịt thì mình phải làm nóng lò nha các bạn. Nhiều bạn rất là hay quên cái chỗ là mình cho thịt vào lúc mà lò nó chưa nóng á thì cái thịt mình nó sẽ bị khô. Tại vì để thời gian chờ cho cái lò nướng nó nóng lên nó cũng mất thời gian lâu các bạn, khoảng 7 đến 10 phút thì nó mới đạt được cái nhiệt độ nóng ngon để mình nướng cái thịt này. Nhưng mà nhiều người mắc cái lỗi là chưa làm nóng lò và mà các bạn đã cho cái thịt lên rồi. Và cái khay đen á các bạn, cái khay nướng này nè, thì mình nên lót một cái tờ giấy bạc hoặc là cái giấy nến cũng được để khi mà cái phần dầu mỡ nó có nhiễu xuống á thì nó nhiễu lên cái tờ giấy này. Rồi chút nữa mình nướng xong thì mình đem dục luôn. Các bạn khỏi phải mất cái thời gian mất công mà mình chà rửa cái khay đen này nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần khay có giấy bạc nè vào trong lò nướng trước. Các bạn làm nóng lò khoảng 10 phút. Nhiệt độ để mà mình nướng thịt là khoảng từ 200 đến 220 nha các bạn. Các bạn nướng hai lửa quạt cho mình. Rồi sau khi mà mình làm nóng lò được khoảng 10 phút rồi, bây giờ mình chuẩn bị thịt nướng thôi ha các bạn. Trải miếng thịt ra. Và khi mà các bạn nướng thịt đó, thì các bạn nhớ là mình đặt vào khay giữa của lò nha. Cái thịt này nè, sau khi mà các bạn nướng được khoảng 10 phút rồi thì mình có thể là mình phết lên một cái lớp nước ướp thịt để cho nó đừng bị khô. Các bạn có việc lấy cái khay ra rồi các bạn phết lên. Thì thông thường khi mà mình nướng khoảng 30 phút là cái miếng sườn nó sẽ chín ha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nướng cho nó vàng nó đẹp hơn thì mình có thể nướng lâu hơn, khoảng ví dụ như là 35 hoặc là 40 phút cũng được. Mình nướng cho sườn nó vàng hơn một chút. Còn không thì mình nướng nó khoảng 30 phút là sườn nó sẽ chín ha các bạn. Tại vì cái miếng sườn nướng thì nó cũng mỏng chứ nó không dày. Thường nếu như mà miếng thịt mà nó càng dày thì mình nướng nó phải mất thời gian lâu hơn. Đó, mình rọi cái đèn vào cho các bạn thấy nè. Như cái màu như thế này thì thường ở nhà mình ăn là được rồi. Nhưng mà chút nữa mình muốn cho nó vàng hơn để nhìn cho nó đẹp thì mình sẽ để lâu hơn chút nữa nha, khoảng 5 phút, 7 phút nữa. Đó, thì đây chính là những miếng sườn mình vừa nướng xong. Các bạn thấy miếng sườn nè, nó còn ướt ghê không, nó không có bị khô. Và thịt thì cực kỳ mềm luôn. Những cái rìa khác á, thì mình lấy kéo mình cắt bỏ đi. Thì sau khi mà mình nướng cái mẻ đầu tiên á, thì mình tiếp tục là mình nướng mẻ thứ hai. Ok, thì hy vọng là qua cái video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết và cái cách nướng sườn cốt lết bằng lò nướng tại nhà như thế nào để cho miếng thịt mình nó mềm, nó không có bị khô. Hy vọng rằng là các bạn thích món sườn nướng này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.